Đã bao giờ bạn tự hỏi sỏi thận, sỏi tiết niệu được hình thành như thế nào chưa? Nếu đấy là câu hỏi mà bạn đang quan tâm thì video này chính là câu trả lời dành cho bạn. Cơ thể của chúng ta thì có hai quả thận, chúng có chức năng lọc máu, bài tiết nước tiểu thải ra ngoài. Và một ngày thì trung bình hai quả thận của chúng ta có thể tiến hành lọc từ 120 đến 150 lít máu. Nó như một cái cỗ máy rất là bền bỉ lọc máu, bài tiết nước tiểu. Và khi mà chúng ta thực hiện lọc máu cho cơ thể như vậy thì các cái chất cặn, chất muối khoáng trong cơ thể sẽ lắng đọng lại, hình thành đến các tinh thể và dần dần nó tích tụ lại, hình thành đến các viên sỏi. Và một số những cái yếu tố sẽ làm cho cái tình trạng sỏi nó nhiều lên. Ví dụ đó là chúng ta uống không đủ nước, chúng ta ăn quá nhiều đạm, protein, ăn quá nhiều muối, đường thì sẽ làm hình thành cái sỏi nó nhiều hơn. Hay là một số những cái chất như oxalate, hoặc là một vài những tình trạng lười vận động hoặc là lao động ở những cái nơi nóng ẩm, nhiệt độ cao, mồ hôi toát ra nhiều. Rồi một số trường hợp có yếu tố gia đình thì cũng có thể làm tăng cái nguy cơ hình thành sỏi. Vì vậy mà chúng ta cần có một cái thói quen, đó là cái lối sống vận động, uống đủ nước. Thông thường thì khoảng 0,4 lít trên 10 kg thể trạng cơ thể là đủ. Ngoài ra thì chúng ta cần phải thăm khám định kỳ cũng như là có một cái thói quen khám sức khỏe chủ động để nếu như có tình trạng sỏi thì chúng ta sẽ phát hiện sớm và xử lý kịp thời các bạn nhé. Xin cảm ơn.